Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay ngày 20 tháng 7, Kim Ngọc xin được tổng kết size loss và x loss. Nếu có giờ thì Kim Ngọc sẽ tổng kết size 2x, 3x và 4x ha. Đây là những cái hàng mà giống như của những cái đợt mà Kim Ngọc may số lượng nhiều đó. Thì đây cũng là một trong những cái mà những cái áo mà theo cái phong dáng của nhà Ngọc, theo số đo của phong nhà Ngọc. Nếu mà khách mới á, các chị mà muốn theo kiểu giống như làm quen với cái phong của nhà Ngọc, của mà sau này mình đặt hàng, hay là sau này những cái mà Ngọc lên theo kiểu những cái special như thế này, hoặc Ngọc đang mặc đây, gọi là kết những cái áo special đó, thì cái Ngọc sẽ may phong của nhà Ngọc. Cho nên đây là Ngọc đang mặc, đây là size medium. Với cái size medium của nhà Ngọc thì cái vòng ngực là 86-88, vòng eo 70-72, và bên trong bao giờ cũng sẽ có dư 1 inch để cho các chị có thể nới ra. Và nếu như các chị nào mà dụ như là khách mà có những cái áo mà giống như là tôi muốn đưa vải may thì Ngọc không có nhận may cái đó. Nhưng mà nếu các chị đưa cái số đo cũng không phải là Ngọc nhận cái số đo đó, mà Ngọc chỉ nhận theo cái phong dáng của nhà Ngọc, số đo của Ngọc mà thôi. Tại sao Ngọc nói như vậy là có hai, nói cho các khách mới biết rằng là đôi khi các chị mua trên online tất cả mọi cái khắp nơi thì thường người ta sẽ đưa về được gọi là cái may theo kiểu hàng của xưởng. Xưởng may người ta sẽ may theo rập của họ bên Việt Nam. Còn cho nên là cái giá nó sẽ khác. Còn nếu như Ngọc á, thì Ngọc đưa cái rập của Ngọc và số đo của Ngọc, và Ngọc gửi về cho công ty Thái Tuấn, họ đưa gửi vải cho Ngọc chọn mẫu. Khi Ngọc chọn xong, Ngọc mới order cái vải và đưa qua cho cái chị may. Cái chị may đưa cho một cái số thợ may chính cho tiệm của Ngọc. Vì như vậy á, thì cái giá nó cũng sẽ có, phải nói cũng có mắc hơn một chút xíu so với lại những cái hàng chợ. Nhưng mà ngày hôm nay những cái áo này á, tuy rằng gọi là mắc theo kiểu giống như là mình đặt ở Việt Nam, nhưng mà tính ra những cái áo ngày hôm nay Ngọc bán chỉ có 20 đồng. Các chị mua 3 áo thì Kim Ngọc free shipping, và các chị mua 4 áo thì Kim Ngọc vẫn free shipping và tặng thêm một cái quần hoặc là áo ngực ha. Các chị cho Ngọc biết cái vòng lưng quần của các chị là size bao nhiêu, Kim Ngọc sẽ đo cái vòng lưng quần. Bởi vì đây là cái quần này Ngọc cũng đặt luôn lụa Mỹ ha, và lụa thay vải Thái Tuấn Ngọc cũng chỉ có bán có 10 đồng một quần. Nhưng mà Ngọc xin tặng, từ trước giờ từ Ngọc bán này gần 6 năm rồi, Ngọc vẫn bán cái quần lụa Mỹ hay vải Thái Tuấn được có 10 đồng. Nhưng các chị mua 4 áo thì Kim Ngọc vừa free shipping và tặng quần cho các chị nhá. Và bây giờ Kim Ngọc đi vào size loss. Size loss thì đây là còn Ngọc còn một cái bộ đen này sau cùng ha. Ngọc còn một bộ đen này sau cùng nữa thôi. Size loss thì vòng ngực của phong nhà Ngọc thì ngực 90 90-92 và vòng eo 76-78. Vải này có độ co giãn, vải lụa Mỹ có độ co giãn. Nhưng mà cái này á thì họ không có chừa nhiều bên trong, cho nên các chị chỉ nới ra khoảng được 2cm mà thôi. Đôi khi có những cái áo Ngọc đặt, họ sẽ, Ngọc nói là buộc phải có như bên trong 1 inch, nhưng nhiều khi các thợ người ta may á, đôi khi người ta may bên trong họ chừa có 2cm thôi. Cho nên vì như vậy cái áo nó vừa đúng cái số đo, giống như là 90-92 thì cái vòng ngực sẽ là 92 đó, tại vì họ chừa bên trong ít. Còn nếu mà chừa bên trong nhiều á thì nó cái vòng ngực sẽ là 90 và vòng eo sẽ là 76 đó. Ngọc nói như vậy cho các chị biết là thường Ngọc may theo kiểu số đo chung như vậy á, để cho có thể là mình dễ mặc hơn đó các chị ha. Đây đó, Ngọc cầm một bộ nha, 40 đồng, áo vải Thái Tuấn thêu. Hồi trước là 35 đồng, hôm nay Ngọc bán tất cả cũng chỉ có 25 đồng mà thôi. Nhưng mà các chị mà lấy một áo thì sẽ là 35 đồng ha. Coi như các chị phải lấy coi như 1.000 áo thì Ngọc mới tính cho các chị 25 đồng nha. Đó, đây là vải Thái Tuấn. Đây là vải Thái Tuấn ha. Vải Thái Tuấn. Ngọc sẽ đo lại cái vòng ngực vòng eo cho các chị để các chị có thể biết được rằng là cái áo này bao nhiêu ha. Còn nếu ai biết sửa rồi thì không có nói làm chi ha. Đây cái form này á thì thực sự ra cái này không phải cái form của nhà Ngọc. Cái áo thêu này không phải form của nhà Ngọc ha. Nhưng mà hôm đó Ngọc đặt, Ngọc nói là thôi đặt luôn cho cái phòng nhà Ngọc, các chị may qua chứ thật sự là Ngọc đặt cái vải này, nhưng mà ai ngờ vải Thái Tuấn, các chị thấy vậy các chị may cho Ngọc luôn. Cho nên có những cái Ngọc không phải Ngọc đặt, nhưng mà có thôi kệ, mình nguyễn là có hàng này hàng kia ha các chị ha. Đó, đây là vải Thái Tuấn ha. Đây là dạng cườm, đều là size lót nha, đều là size lót. Đây là cườm kết, form của người ta, vòng ngực áo này là 90, eo 78, đây là form của người ta, 4 tà, chỉ có 30 đồng nha. Chỉ có 30 đồng, 4 tà rời nha các chị. Kết cũng chỉ có 30 mà thôi, 4 tà rời, đó chỉ có 30. Đó, nhìn vậy thôi nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó không có bị mỏng manh gì đâu nha các chị. Ngọc mới đi lễ về á, Ngọc mà vội vàng lên like, tranh thủ được lên like. Và Ngọc cũng tranh thủ để coi vải Thái Tuấn á các chị, vì Ngọc bán áo dài mà, cho nên Ngọc không có bỏ cái nghề này được. Tại các chị yêu thương Ngọc nhiều đó, khách Ngọc cũng trên 3.000 khách, cho nên vì như vậy Ngọc không thể bỏ. Ngọc có thể sắp xếp được cái công việc Ngọc làm ở chợ bớt đi ha, để Ngọc có thể tiếp tục bán áo dài. Tại dù sao cũng là cái mà mình thích đó các chị ha, mình thích nó vẫn hay hơn. Được 90 eo 78,
Mặc dù nghề nào cũng có những cái thăng trầm của nghề đó ha. Khách thương dễ dàng thì mình cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn, mà khách không thương giống như là khó khó chịu á thì mình mệt mỏi cái mình muốn nghỉ, cái chị biết không đó, nhiều khi vậy đó. Ngọc làm mà niềm vui chứ không phải là vấn đề là tiền, theo kiểu giống như người ta phải tư chia ly từng đồng từng cắc, Ngọc không có kiểu đó hả. Rồi các chị, ngực 90L78, cảm ơn các chị đã thương ủng hộ cho Kim Ngọc áo dài San Diego. Ngọc thống Ngọc sống ở thành phố San Diego và tiểu bang Cali nha các chị. Đã, Ngọc không có chi nhánh nha. Rồi tất cả được ngày hôm nay chỉ có 25 đồng mua 3 áo Kim Ngọc phi shipping, và mua 4 áo thì Kim Ngọc vừa phi shipping mà tặng thêm cái quần ha, hoặc là áo người các chị muốn thì các chị cứ nói cho Ngọc biết, Ngọc sẽ tặng cho các chị ha. Chỉ có 25 đồng mà thôi. Ngực 92L78 mà sau này Ngọc đặt chứ không bao giờ có cái giá 25 đồng. Ngọc đặt ít thôi thì nó sẽ mắc hơn Ngọc mắc hơn là mình đặt bây giờ đó các chị. Tại Ngọc đặt bây giờ cứ mỗi một mẫu về là 600 áo, cho nên nó mới được cái giá rẻ ha. Ngọc mua cái cây vải Thái Tuấn xong Ngọc in á, Ngọc mang đi in, cho nên vì như vậy nó vẫn rẻ hơn ha, vẫn rẻ hơn đó. Và bảo đảm mùa này mặc rất là mát, mềm mịn đàng hoàng, dày dặn chứ không phải mà không phải quá dày ha, nó vẫn rũ nè, rũ rượi nè ha, đó, nó không có ngang xè nha. Ngọc chọn vải thì cũng phải là chọn cho đàng hoàng chứ không phải như người ta mà lên like mà bán nói nó vớ nó vẩn đâu các chị. Mình nói cho nó rõ ha, có độ co giãn, các chị hen dập nó hen lên, đừng có vò nát nha, và cũng đừng có cho thuốc tẩy, và cũng đừng có ngâm qua đêm gì nha các chị. Những cái vải này nó không có bắt bụi mà nó rất là mát ha, nó không bắt bụi như là các chị nghĩ đâu ha. Thành ra là những cái vải vải là như thế này thì nó mềm mại nè các chị, thấy không, cầm cái tà lên nè đó, nó rũ nè, thấy không, nó dày dặn đàng hoàng chứ không phải là giống như là nó mỏng manh đâu. Ngọc không muốn vải lụa Nhật nha các chị, Ngọc không có bán áo lụa Nhật. Cho nên là vì như vậy, những cái này đều là 25 đồng, Ngọc nói từ đầu đến cuối rồi. Đấy, đây là vải Thái Tuấn. Tất cả những cái áo này, Kim Ngọc nói thiệt, Kim Ngọc chỉ bán cho các chị giống như để làm quen, để Kim Ngọc đặt những cái hàng sau này, những cái special của vải mã não nè, hay là vải ngọc trai nè, ngọc kết như thế này, Ngọc đang mặc đây là vải mã não ha. Ngọc sẽ kết những cái đặc biệt cho các chị, mà Ngọc chỉ đặt có 5 áo thôi cho một size. Cho nên vì như vậy, 5 áo và 5 màu cho một size, cho nên Kim Ngọc sẽ không có về theo kiểu số lượng nhiều. Thì về cái là hết, Ngọc sẽ ưu tiên cho những ai mà giống như là đã siêu đẹp mua đó, mà giống như là muốn order theo kiểu đặt cọc hay cái gì đó, thì Ngọc nói rằng Ngọc không có nhận cái kiểu đó, tại Ngọc sợ dịch đặt cọc rồi chẳng may người ta đặt không có đúng theo ý của các chị á, mắc công phiền, cho nên Ngọc không nhận đặt cọc của bất cứ một người nào nha. Các chị đừng có xem tiền cho Ngọc, để Ngọc có hàng Ngọc lên đó, ai tới trước thì trước, mà các chị mà muốn trước hay sau thì các chị á, Ngọc sẽ căn cứ vào buổi sáng Ngọc ngồi á, thì Ngọc thấy sẽ có những cái thứ tự mà trong cell phone của Ngọc, ai gửi vào cái áo vào cell phone của Ngọc là 858-205-9616, chỉ có một cell phone nhận cái order mà thôi, và cũng chỉ một cái số phone nhận treo và Venmo ha. Các chị ký chết cũng được nha, ký chết cũng được cho Ngọc. Dạ vâng, đó là 858-205-9616. Các chị không có cần gọi phone cho Ngọc, bởi vì đây là cái phone Ngọc chốt hàng, không phải cái phone để trả lời hay là để mà order hàng theo kiểu giống như nói qua nói lại. Dạ không, Kim Ngọc không có cho đổi trả, cho nên các chị phải đo, muốn cho Ngọc đo thì Ngọc cũng sẽ đo, muốn thế nào Ngọc sẽ đo, tại vì đây là một cái sự tin tưởng 6 năm rồi, không phải giống như là lên mà nói không có đúng gì hết á. Cho nên vì như vậy á, là các chị thương thông cảm, Kim Ngọc không có bán những cái hàng đổi trả đâu ha. Đó, mặc đẹp mịn màng mà, các chị đã mặc rồi là đã biết đó ha. Còn nếu mà các chị sợ lừa gì, có 25 đồng không có lừa đâu các chị ha. 25 đồng thì không có lừa gì đâu ha. Các chị còn làm quen với Ngọc mà, Ngọc sẽ may những cái áo như vậy nè, đặc biệt như vậy nè. Đó, đây là phong của nhà Ngọc ha. Đó, rồi. Đây là phong của nhà Ngọc nha. Đó, đây là vải Thái Tuấn. Ngọc cũng mua theo số lượng, cũng chỉ có 25 đồng nha. Các chị nào ưu tiên những cái màu của vải này, Ngọc sẽ ưu tiên cho các chị nào mà lấy giống kiểu family đó, gia đình đó, lấy 10 áo nha. Đó, ai mà lấy 10 áo family, hội đoàn hay đoàn múa gì đó, Ngọc sẽ ưu tiên bắn tặng cho cái 10 áo này cho các chị 10 áo trong cái những cái mẫu mà Tết như thế này ha. Hoặc là cái mẫu mà các chị có thể mặc được cho những cái ngày mà lễ trọng đại gì đó cho cái hội đoàn của mình nha. Kim Ngọc còn lại được một ít một số màu này, Kim Ngọc sẽ bán rẻ cho các chị hội đoàn, ưu tiên cho các hội đoàn nha. Rồi, đó. Múa may quay cuồng gì đó không biết. Kim Ngọc sẽ bán tặng cho các chị nha. Và cái này thực sự ra là không, nó không phải là bộ nha các chị, cái này là chỉ áo lẻ nha. Các chị mặc cái quần trắng giúp Ngọc nha. Mặc quần trắng hay quần vàng đồng ha. Cái này quần trắng hay quần đồng hoặc là quần đen ha. Đó. Nhưng mà quần vàng đồng cũng đẹp ha. Rồi. Đó. Những cái mẫu mã này đều là chỉ còn có một cái nha các chị. Đây là size lót nha, đây phong của nhà Ngọc. Thì đây Ngọc nó lâu Ngọc có đo cái đây là ngực 90L76. Ngực 90L76 này các chị, bên trong họ có chừa cho mình. Các chị có thể nới ra được mỗi bên 2 cm ha.
đều có độ co giãn nha. Vải này á là đó, mềm mại nè, rũ ha. Đó, chị cũng chỉ có 25 đồng thôi các chị. Ngọc ưu tiên cho các chị nào mua 10 áo. Rồi. Rồi nha, 10 áo của cái này nè, 10 áo của cái màu này nè. Đó, Kim Ngọc chỉ còn có một áo ưu tiên, còn bán hết cho các chị. Người 90 eo 78. Đó, Kim Ngọc không về những hàng này. Kim Ngọc cái những cái mẫu này thì Kim Ngọc có từ size small đến size 4X luôn đó các chị, nhưng 4X thì còn một vài áo. Đó. Kim Ngọc may mua cây đó rồi đưa cho các chị may. Đó. Đó. Rồi, cho nên mai mốt Kim Ngọc không có mua cây như vậy nữa, Kim Ngọc sẽ mua vài khúc lẻ đó để mình lên đó. Các chị Ngọc không có mua cây cho nên nó khỏi sẽ không có những cái giá như thế này ha. Thực sự mà nói là như vậy. Đây là vải Thái Tuấn, không phải là vải hàng chợ. Mai form của nhà Ngọc nha. Đây là form của nhà Ngọc, các chị mua thử đi rồi mặc theo kiểu giống như mình đặt đó các chị. Mình là đặt đi Việt Nam mà họ lấy theo kiểu đặt đó, chứ không phải là hàng hàng xưởng may đâu, không phải hàng chợ đâu. Cho nên họ Ngọc đặt đó các chị. Chiều dài áo cũng dài hơn. Cái độ mà cái vòng mông á, nó cũng đây là các chị thấy không nè, cái tà dưới này ham nó khép, nó chỉ ở chút xíu mông đây thôi, nhưng mà nó ở dưới nó vô đó, không phải tà a, nhưng mà nó đi đàng hoàng, cho xuống xu đàng hoàng, chứ không phải là tà tí xíu giống như con nít nha. Không có nha, không làm may tà con nít đâu nha các chị. Ngọc cũng không may cái tà a đi dưới cái đầm và không có may tà đàng hoàng, chỉ có 58 đó, cái tà 58-60 ha. Ngọc chỉ may thấy cả quần cái tà đó mà thôi, không phải là tà a nha các chị. Đó rồi, cái chiều dài của áo thì là từ 140 đến 142 ha. Đó, Ngọc đặt thì là 139, nhưng mà đôi khi á, có nhiều cái chiều dài đến 142 luôn đó các chị. À, đây là vải mình đặt. Cho nên họ nói là may cái áo của Ngọc á hả, là giống như là nó mất cái công hơn, tại nó nhiều, nó dài đó. Rồi cái số đo của Ngọc nó cũng kỹ hơn. Đó. 190-78 đây là hàng đặt nha các chị, không phải là hàng chợ nha. Đó, một lần nữa Ngọc nhắc lại như vậy cho các chị biết là đây là hàng đặt. Nó khác với hàng chợ vô cùng. Thực sự các chị hãy mặc thử đi nha, rồi sẽ biết được cái hàng Ngọc đặt như thế nào nha. Rồi, ngực 90-78, nó có ngực trên, Ngọc đâu có ngực gì ấy như người ta đâu, nhưng mà nó đeo giống như anh Giang vậy đó. Ngọc sẽ may theo kiểu giống như anh Giang để coi như đầy đặn. Có ba vòng, ha, có vòng mông và có cả cái hạ ben, vòng nách, ha, bắp tay, cửa tay, chứ không có chắc nịch, ha, không có bó ơi là bó như vậy, cũng không được giặt 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 một cái là xít luôn. Dạ không, cái vải này không không có độ, không có giống như là không có gì người ta gọi là không có rút hả, không có rút đến cỡ vậy ha. Có cổ tay dài truyền thống, tiếp tục form của nhà Ngọc, form của nhà Ngọc ha. Đó. Mỗi một cái số như vậy là có một cái bông khác nhau như các chị vậy, chứ mà ở ngoài nó sẽ có cái màu bông khác nhau. Bây giờ gần Tết đó, gần những cái ngày lễ, các chị á tìm những cái màu này nó không rất là khó. À, không bao giờ có lần thứ hai, khi Ngọc bán những cái mẫu này sẽ không bao giờ về lần thứ hai. Đó, chẳng qua Ngọc đây là những cái size lot cuối cùng ha. Cái này nó vào cái size nào ra size đó các chị ơi, Ngọc sẽ không lên nó kiểu ri, hồi xưa là về là ri. Ngọc may ri thì mới có từ size small đến size 4X lot, bây giờ hết rồi. Cho nên đây là những size lot sẽ còn lại của những size lot các chị ha. Đó, đây là những size lot còn lại nha. Đó, Ngọc phải tổng kết tại vì mới lần trước á Ngọc nhiều quá nó rồi, nhiều khi nó hết đi. Đó, nhiều khi Ngọc giữ cho các chị rồi các chị không có mua, Ngọc phải để lại rồi không biết người nào mua nữa, cho nên vì như vậy Ngọc phải lên like trở lại đó các chị. Các chị thương chốt kỹ giúp dù Ngọc nha. Đó, để cho Ngọc chốt hết cái đợt này rồi Ngọc sẽ bán lấy một cái ít tiền để Ngọc có thể Ngọc xoay để Ngọc làm cái hành đặt này nè. Đó, để Ngọc bán cho các chị, Ngọc bán, Ngọc mua cho Ngọc rồi Ngọc share với các chị. Đó, Ngọc vẫn thích áo dài các chị. Tuần nào Ngọc cũng mặc áo dài hết. Có nhiều chị nói không có mặc nhưng mà ngó. Người 92L78 vẫn vải Thái Tuấn ha. Đây giống một dạng nha xá nha các chị, không có độ co giãn. Đây là dạng nha xá ha, không có độ co giãn, dạng nha xá trắng nhưng mà nó có lá, nó có những cái vân vân cũng đẹp lắm ha. Đó. Rồi, người 92L76. Các chị mua làm quen với Ngọc nha, rồi Ngọc sẽ về nhiều lắm. À, Ngọc đang coi những cái vải mẫu đó các chị. Đó. Rồi đây là người 90L76, ngoài sẽ đây là vải tầm ý 4 tà, cũng vẫn vậy, chỉ có 30 đồng mà thôi ha. Chỉ có 30 đồng. Cái này tại vì cái độ cái phí shipping của nó từ bên Việt Nam gửi qua 11 đồng một ký, và bây giờ cái Ngọc lại gửi đi cho các chị nữa. Cho nên vì như vậy á, thực sự mà nói là giống như bán tặng cho các chị, chứ không phải là lời trong cái này đâu. Một cái áo 30 đồng thì các chị nghĩ thử coi là lời như thế nào ha. Vừa kết tầm ý 4 tà, vừa may, vừa đặt may mà gửi cho các chị nữa. Thành ra có Ngọc nói tặng không phải là sai ha. Các chị nhận cái áo này nó kết dày dặn và đẹp đàng hoàng. Đó, cần có một cái áo mà cũng không 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 thể nào mà các chị cần bắt đầu lên like kiếm. Dạ không có đâu, không dễ như vậy đâu nha. Ngực 90 em 76, đây là vải tầm ý 4 tà, vẫn chỉ có 30 đồng.
Em này là ngực 90, em 76. Đây là form của người ta, không phải form của nhà Ngọc nha. Nhưng mà vải này đều có độ co giãn. Tiếp tục một em à, em này là vải tiếp tục một em tầm ý thứ hai đều 4 tà, cũng chỉ có 30 đồng. Tất cả những cái áo này các chị phải mua trên Lazada cũng phải 50 đồng, không có cái kiểu mà 30 đồng. Nói thật cho các chị biết, nhận cái áo về rồi các chị sẽ biết là sẽ thương Ngọc. Ngọc cầm lên là bị một khoảng thời gian Ngọc nghỉ, là bởi vì cái tay của Ngọc á, thì giờ Ngọc chỉ còn cầm một tay phải, bởi những cái áo cườm nặng như thế này đó, cầm đặt nhiều quá đó, cho đến ra như vậy. Bây giờ Kim Ngọc sẽ đặt ít ít lại thôi thì Kim Ngọc sẽ đỡ hơn á các chị. Về các chị thương mua rồi thành ra nó cũng ấy. Mỗi một cái cườm một cái áo khác nhau nha. Các chị không thích những cái cườm các chị có thể tháo ra, mà tháo bên mặt trong dùng ngọc nha. Đây không phải là người ta chỉ kết từng cái mũi đường kim mũi chỉ này các chị ha. Đó, tháo bên trong dùng ngọc nha. Đừng đừng có tháo đừng có giật nó ra nha. Tháo từ từ cắt ra thôi rồi nó ra. Rồi các chị giặt ha, ủi lại bình thường, bảo đảm không có hề có lủng lỗ gì hết. Các chị đã mua những cái áo của Ngọc và không thích những cái cườm nó nhiều đó, các chị cắt bớt rồi, đã có rồi nha. Đó, các chị không thích, có nhiều khi không thích cái này, cái tháo cái này ra các chị kết một cái bông khác, đó tùy theo cái design của các chị ha. Đó, mình làm mà cái áo chỉ có 30 đồng. Khi các chị nhận những cái áo đã tầm ý này về 4 tà rồi, các chị kết rồi các chị mới thấy thương Ngọc. Thực sự nó cầm nó nặng ha. Bao nhiêu lần Ngọc nói Ngọc còn không có bán áo dài nữa là bởi vì cái độ nặng của nó. Nhưng mà rốt cuộc cái hả là các chị thương, các chị các cô các bác nó được có bỏ. Cho nên kêu Ngọc vẫn sẽ lên bán hàng. Và cũng sẽ kết từ size, Ngọc sẽ bán từ size medium cho tới size 4X lot. Kim Ngọc sẽ có tùy theo vải ha, tùy theo loại vải Kim Ngọc sẽ lên line, nhưng mà không bán size small. 4X thì một số những cái màu á, Ngọc biết rằng các chị mà 4X thì là giống như mình sẽ, mặc dù form của nhà Ngọc thì các chị sẽ mặc không ai biết là các chị 4X, nhưng mà cũng phải có cái màu mình chọn để có thể mặc cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên vì cái đó là cái mà Ngọc phải coi lại những cái mặt vải như thế nào, Ngọc sẽ đặt từ size medium cho tới 4X. Không phải cái nào về cũng 4X, là bởi vì Ngọc phải coi lại cái mẫu cái vải đó các chị ha. Nó sáng quá cũng không được ha. Rồi, chứ không phải Ngọc không bán, Ngọc bán size 4X, chứ có Ngọc có nhiều cô thương lắm. 4X có nhiều lắm. Ngọc sẽ chọn cái vải có độ co giãn cho mình dễ mặc và mát mẻ nhẹ nhàng, không có mỏng ha. Rồi, ngực 90 em 76 Kim Ngọc đang coi nha các chị. Kim Ngọc đang coi 320 mẫu mà lần nào giờ cũng coi đến 4 giờ sáng hết đó. Tại khoảng thời gian lâu rồi đó mình không coi đó. Cái bây giờ nó qua cái mẫu đi, Ngọc muốn gửi, họ gửi cái mẫu mới đó. Cho nên mình phải coi lại, cứ 2 tháng họ ra cái mẫu mới rồi, nhiều khi cả tháng. Và đã có mẫu mới rồi cho nên mình phải thay đổi đó các chị. Tiếp tục ha. Đó, nhưng mà mặc dù bây giờ vải giờ lên giá hết rồi các chị, vải tiền công rồi lên giá hết rồi, không còn cái giá cũ này đâu. Nhưng mà mình bán để mình làm quen với các chị ha. Và làm quen với cái form của nhà Ngọc. Đó, chỉ 25 đồng nha các chị. Đó, đây là 25 đồng. Đây là size lot, tiếp tục size lot ha. Đó. Đằng trước đằng sau đều có in ấn ha, Ngọc không phải in một mặt đằng trước đâu, đằng trước đằng sau đều có, y chang nhau, vải mềm mại, mịn màng đàng hoàng ha, chỉ có 25 đồng, mua 3 áo free shipping, mua 4 áo Ngọc tặng thêm quần hoặc cái áo ngực nha, ngực 90E76 đi phong của nhà Ngọc, tất cả những cái này phong nhà Ngọc bên trong á, Ngọc để cả một in cho các chị, đều có độ co giãn ha, các chị chỉ hen lên cái đừng không cần ngâm qua đêm, hen lên cái là nó mềm ram, à, nó mềm mà nó gì, gọi là không có cần phải ủi theo kiểu giống như là nhầu nát thôi nha, cái này không phải nhầu nát nha các chị. Đó. Rồi, tiếp tục một em nữa ha, cũng là vải Thái Tuấn phong của nhà Ngọc, cũng là 25 đồng. Rồi xong cái đó là size lot nha. Bây giờ Ngọc đi vào size X lot. Size X lot thì cái form của nhà Ngọc á, thì cái ngực á là 94-96, vòng eo 78-80. Đi Ngọc còn một bộ ánh sao duy nhất của size X lot màu đỏ. Đó, cái này thì Ngọc giữ cho bà chị của Ngọc đó. Nhưng mà ai ngờ bà chị của Ngọc á, bà nói bà không có thích màu đỏ, cho nên là vì vậy mà Ngọc phải bỏ ra. Đây, bà không thích màu đỏ. Á, à, trời ơi vậy chứ mà màu đỏ nha, mặc cho cái ngày Tết nè, ngày các thánh tự đạo nè, ngày lễ lòng Chúa thương xót nè, không cần mặc bộ đâu, mình lấy cái áo mình mặc cái quần trắng cũng được, rồi cái quần mình mặc cái biết bao nhiêu cái màu khác cũng được phải không? Nhưng mà người ta bán bộ. Đây là cái dạng mà giống như là họ kết, họ gì, họ luôn bằng tay đó các chị, họ rút cái chỉ á, rút cái vải chỉ á, rồi xong họ luôn bằng tay. Đây Ngọc đặt tiệm nha các chị, đây là cái bộ này là Ngọc đặt tiệm, mà bây giờ á, là không còn. Đó, chỉ còn sót lại một bộ của size X-Lot mà thôi. Ngoại trừ ra là mai mốt Ngọc soạn cái của Ngọc á, thì Ngọc có lấy 2-3 bộ không á, cùng một bầu không á, thì Ngọc mới có thôi, mới để ra mới có thôi, chứ còn thực sự là không còn. Cái này mặc rất đẹp, cổ họ luôn bằng tay, tất cả luôn bằng tay form của nhà Ngọc. 45 đồng một bộ, 45 đồng một bộ ha. Ở hồi trước là 55 đồng nha các chị, mà hôm nay chỉ có 45 đồng nha. Cái này thì Ngọc không thể nào hơn được nha. Tại vì đây cái like tất cả mọi cái họ luôn bằng tay, Ngọc bán tặng cho các chị chỉ 45 đồng. Rồi, size X-Lot nha các chị, 45 đồng.
rất đẹp. Các chị lấy cái hàng đặt đó rồi sẽ biết. À, đây còn tiếp tục thêm một bộ nữa là bộ bộ này bộ dáng tin ha, gọi là lụa dáng tin. Đó. Bộ lụa dáng tin. À, quần ống rộng nè. À, quần ống rộng nha, size lót quần ống rộng. Size lót quần ống rộng đó các chị, giống giống như Ngọc đang mặc đây là quần ống rộng đó. Ha, màu tím. À, đây là lụa dáng tin nha. Đó, lụa dáng tin nha các chị. Đây là size lót ha, lụa dáng tin. Quần ống rộng ha. À, quần ống rộng ha, 45 đồng một bộ, chỉ còn một bộ thôi. Đó. Chỉ còn một bộ này. Hen lên là mới biết là còn một bộ này. Đó. Rồi, 45 đồng một bộ nha, 45 đồng một bộ. Tại quần ống rộng đó các chị. Cái này cũng vậy, hồi trước là toàn 55 đồng không, bây giờ cũng còn chị vậy luôn. Cái này là lụa hoàng gia. Cái vải này vải lụa hoàng gia nha, cũng quần ống rộng luôn. Quần ống rộng nha các chị, size XLOT. Size XLOT quần ống rộng luôn cũng chỉ 45 đồng. Hồi xưa là 60 đồng đó các chị, bây giờ cũng chỉ còn 45 đồng. Tất cả mấy cái đều có 45 đồng hết ha. Đó. Đây là 45 đồng, sẽ không bao giờ có cái giá này. Mai mốt Ngọc có đặt bộ như thế này đi nữa cũng phải là 60 đồng Ngọc mới bán được đó các chị. Cho nên vì vậy mà Ngọc đang do dự đó. Ngọc đang do dự như thế nào, thà Ngọc may áo lẻ Ngọc bán dễ hơn là Ngọc may bộ như thế này. Vừa vải mà vừa ấy nhiều, cho nên Ngọc sẽ không may bộ đâu. Sau này Ngọc không may bộ các chị. Ngọc rất hiếm may bộ đó. Tại cái này là mấy chị là may theo kiểu cho Ngọc theo kiểu giống như là bộ đó. Chứ còn thật sự Ngọc không, sau này Ngọc không đặt bộ để các chị có quần đó. Để sẵn như vậy ha. Rồi các chị sẽ mặc được với tất cả những cái màu khác. À, nếu không thì các chị có thể mặc trong nhà mình, atlet cũng phải có 5 màu. À, đen trắng vàng đỏ xanh ha. Đen trắng vàng đỏ xanh ca, vàng đồng vàng nâu ha, nâu da, để các chị có thể mặc được tất cả những màu khác. Nếu mình không muốn stock nhiều cái quần quá ha. À, Ngọc có tổng cộng là 115 màu mà. Cho nên để Ngọc phối màu đó, cho nên nó có nhiều. À, nhưng mà Ngọc sẽ tặng quần cho các chị, nhưng mà các chị mà có cái màu quần nào rồi thì các chị đã có rồi. Nha, để Ngọc tặng quần, chứ còn Ngọc không có biết nhiều đến nỗi mà làm sao biết các chị có cái màu quần nào rồi. Cho nên các chị cứ nói các chị có màu nào rồi và muốn lấy màu nào thôi, rồi cho Ngọc cái lưng quần nha, vòng lưng quần bao nhiêu để kêu Ngọc có thể đo cho các chị nhé. Đây là vẫn tiếp tục vải Thái Tuấn, size XLOT form của nhà Ngọc, cũng chỉ có 25 đồng nha các chị. À, Ngọc chỉ có 3 bộ thôi, còn giờ đi vào những áo lẻ rồi, Ngọc chỉ còn có 3 bộ duy nhất của XLOT. Tiếp tục là vải này là vải cổ thuyền cạn. Cổ thuyền cạn thôi, không có rộng nha các chị. Cái này không có rộng đâu, không có phải là thuyền mà thuyền giống như là nó hở ngực gì đó các chị nói, đợi thấy không? Hả? Nè ha. Đó. Ngọc đen nha, ngọc da đen đó mà vẫn mặc cái màu hồng này các chị đó. Ha. Ngày Valentine đi nè. Đó, tháng 2 là mặc mấy màu này. Hay là ngày phục sinh bên công giáo, hay là bên ấy thì mình sẽ mặc vào cái ngày đám hỏi. Đám cưới đám hỏi, phải không? Rất là dễ thương. Ra nhà thờ có cái áo mẹ nhẹ nhàng. Mùa này mùa cưới nhiều nữa các chị. À. Chỉ có 25 đồng, mềm mại. Bảo là các chị mặc sẽ đẹp, không có vải giống hàng, không phải là hàng chợ đấy nha các chị. Đây Ngọc đặt form của nhà Ngọc, vải Thái Tuấn. Đó. Các chị cứ việc lấy áo về các chị sẽ biết nó mịn màng như thế nào ha. Đó. Chứ không phải là nó như người ta đâu. Này không phải lụa Mỹ nha các chị. Ở Mỹ đã khác hơn nha. Đó, các chị coi về lại, coi lại dùng Ngọc. Cái này thì nó không phải là lụa Mỹ. Đó. Cứ 25 đồng thôi các chị. Đây là size lót form của nhà Ngọc. Ngọc chỉ còn những một áo một màu thôi nha các chị. Một màu để còn một áo. Đó, hồi trước là 14 màu, bây giờ hết rồi chỉ còn như vậy thôi. À, ngực 94 eo 80 form của nhà Ngọc. Tiếp tục giống như màu xanh Ngọc đang mặc ha, giống ha. Đó. Mai mốt các chị mua những cái form của nhà Ngọc xong Ngọc đặt những cái hàng này nè. Đó. Nhưng mà cái hồi đó các chị có nói là các chị đặt á, nhưng mà nó nhiều vải quá, nó nhiều loại vải quá trời luôn, cho nên Ngọc cứ suy nghĩ hoài đó, rồi đùng cái bây giờ Ngọc lại đi làm nữa, cho nên nó cũng có mất nhiều cái thời gian mà phải khựng lại cho một khoảng thời gian. Bây giờ cái Ngọc sẽ ổn định để sắp xếp lại cho các chị, Ngọc sẽ lên like cho các chị và kiểu hàng mới về ha. Đó, Ngọc sẽ đặt cho các chị mua làm quen giúp Ngọc nha. Ngọc xoay cái vòng vốn, Ngọc lấy lại có 25 đồng thôi, Ngọc lấy lại, Ngọc đặt thêm một số cái hàng đặc biệt lắm các chị. Nhưng mà họ cần thêm cái tiền nhiều hơn, tại vì cái này nó cũng mắc á. Mình đặt thêm giờ lần này nó cũng mắc, cho nên Ngọc hơi do dự vấn đề mà cái giá tiền này mình bán đó các chị. Ngọc đặt thì được thôi mà bán biết bán là sao á, thấy nó cao đó, cho nên mình cứ suy nghĩ hoài thôi. Ngọc muốn bán cái giá rẻ rẻ cho các chị mà cùng mặc á.
chứ còn bán lại mua 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 một và bán gấp ba thì Ngọc làm không được điều đó ha. Đôi còn không có chi là ba, à, chỉ 5-10 đồng thôi là cao rồi, hôm nào bán 10 đồng nó cho từ lưa hết. Kiếm kiếm cớ cho, kiếm cớ bớt không à. Ông xã ngộ ông thấy vậy ông nói thôi em khỏi bán đi. Giờ Ngọc đi làm ông bây giờ ông giúp ông bán, ông bán ông thấy vậy nó ôi mấy chị thương quá, mua không có ai trả giá tới trả giá lui, nó trời ơi giá này còn trả giá gì nữa. Giờ ông cho ông nói Ngọc bán áo dài lại đi, ông nói ông thấy Ngọc bán áo dài Ngọc vui hơn đi làm. Ngọc lên lai Ngọc hay cười, Ngọc về nó đỡ hơn, ông nói thôi đi làm thấy Ngọc vui hơn, không vui bằng bán áo dài. Đi làm bị stress quá mà không phải việc của mình mà. Làm ở chợ đó khác chứ, người ta có nghề để khác mình không phải ấy, cho nên là cũng mà học Ngọc học nhanh lắm các chị, chú cho được cái đó Ngọc học rất là nhanh, học nhìn vậy thôi mà không phải vậy. Rồi vẫn tiếp tục nhá, vẫn tiếp tục, Ngọc làm ở cái tâm của Ngọc, nhận ra thì vui thì Ngọc làm tiếp, còn không thôi à Ngọc làm ở cái tâm Ngọc à. 94 em 78, Ngọc không phải như người ta đâu, cố gắng làm hết sức mình thì thôi ha, cho đến khi nào mình không còn làm nữa coi như mình đã ở già. Ngọc đã làm hết sức của Ngọc ha, không bao giờ mình nề quản bất cứ một cái gì, nhưng mà phải vui các chị, làm gì phải vui ha, nó mới vượt qua được những cái mệt mỏi. Mà mình làm gì không vui ngày hôm đó mình không muốn làm gì hết, các chị thấy không, tâm trạng mình không vui không muốn làm gì hết á đó. Cũng đừng muốn ai đụng chạm tới mình luôn. Vậy mới buồn cười ha. Ngọc 56 tuổi rồi đó các chị, cho nên nó cũng khác thường quá, Ngọc thấy Ngọc khác thường quá, thay đổi tính tình. hay hờn hơn, hay tuổi thân hơn. Đúng là tuổi thân hả. Rồi vẫn tiếp tục nha, đây là size lót luôn, ưu tiên cho ai mua 10 áo của cái màu này, à, vậy thôi. Nhưng mà nếu không thì một áo vẫn là 25 đồng nha các chị. Nãy giờ Ngọc vẫn tính toán các chị 25 đồng mua 3 áo Ngọc vẫn tặng, à, mua 3 áo thì Ngọc phí shipping, và mua 4 áo Ngọc vẫn tặng quần hoặc là tặng áo ngực ha. Áo ngực thì Ngọc hết rồi, còn ít thôi, cho nên là đa số thì Ngọc còn size 34 nhiều, à, với lại 44 Ngọc có luôn, Ngọc có size 44 nha các chị, nhiều lắm á, Ngọc có size 44 nhiều lắm á. Ngọc đưa nhanh cho các chị ha. Rồi vẫn là tiếp tục nha, đây là những áo còn một cái vải form của nhà Ngọc, vải Thái Tuấn. Các chị cứ mặc thử những cái áo này Tết hay là đám cưới đám hỏi các chị tìm không ra nữa đó. Đi chùa, đi nhà thờ vào những ngày lễ Tết cần màu đỏ nó không có. Coi vậy chứ mặc vô nó nhẹ nhàng lắm các chị, nó không có vải đâu. Các chị có thể mặc được mấy quần trắng, quần vàng đồng, quần đen nhá. Rồi ngực 94 eo 78 80. Đây là của nhà Ngọc, form của nhà Ngọc. Đây là vải Thái Tuấn nha, đều có độ co giãn các chị. Đến dạng này nó mát lắm, nó mặc mát trong mùa hè, nó giống như một dạng gấm lụa ha, chứ nó không phải chỉ là vải bình thường ha. Nó như một dạng lụa đó ha. Vải lụa Thái Tuấn đó. Vải phải nói công ty Thái Tuấn nó may đẹp ha. Rồi tiếp tục một em nữa cũng là 45 đồng. Quần ống rộng ha. Đó, quần ống rộng cũng là 45 đồng. Đó, quần ống rộng nha các chị. Đó, Ngọc đâu có may bộ đâu, mấy chị cứ may bộ cho Ngọc á, làm mới qua thấy mà thấy nó à. Tại em mà còn mua cây á mấy chị kêu trời may đến bao giờ mới hết. Dính bộ luôn. Rồi. Ngực 94 eo 78 80 Ngọc đặt cho nó mới may kiểu vậy thôi, chứ hàng chợ ai có, chị Cá Thị chị Lai bảo đảm các chị không có bao giờ có người thứ hai bán cái hàng của Ngọc. Cái này Ngọc đặt mà làm sao có người thứ hai bán cho Mỹ Trang vậy? Ngoài chỉ có chị mua lại của Ngọc bán thì ok. Chứ còn mà nói mà là có người nào mà đặt cho Mỹ Trang vậy không bao giờ có cái phong của nhà Ngọc. Từ 94 em 78. Mỗi người là một thợ may mà các chị, mỗi thợ may đều có cái kiểu khác nhau. Ngọc là thợ may, Ngọc có cái kiểu của Ngọc. Phải không? Không ai giống ai đâu nha. Người 94 em 78. Dạ vâng rồi. Đây là áo này áo lẻ nha, chỉ có một bộ thôi. Cái này cái kiểu này chỉ có một bộ duy nhất thôi nha các chị. À, cái số này chỉ có một bộ duy nhất, còn tất cả đều là áo lẻ hết ha. À, đều 25 đồng một áo. Dạ vâng, à, Kim Ngọc đã thâu xong size lót, size x lót, mong các chị thương ủng hộ cho Ngọc còn những cái áo sau cùng. Và Kim Ngọc sẽ bắt đầu check thứ tự giống như bán hàng á, thì các chị cứ gửi về số phone của Ngọc là 858-2059-616. Mỗi cái áo dài đều có cái số của nó. Các chị muốn chính xác các chị cứ đo vòng ngực và vòng eo cho Ngọc ha. Muốn đo vòng ngực sao là đo khi các chị mặc cái áo ngực của mình, áo ngực của áo dài không phải áo ngực của exercise nhá. Các chị sẽ đo cái vòng ngực cho Ngọc. Đó, đừng có kéo phía đằng sau, đừng có kéo ngang xuống để mà rồi đó nó không có đúng chính xác, nhờ người khác đo nó dễ hơn là mình tự đo cho mình.
Còn cái vòng eo áo dài là khi các chị mặc áo ngực xong, cái chân áo ngực các chị đo xuống cho gặp một đốt ngón tay thì đo ngang với đó trở gọi là vòng eo áo ngực. Còn vòng eo lưng quần là các chị mặc kéo cái quần tới đâu thì cái đó là vòng lưng quần nha. Cái vòng lưng quần các chị kéo tới đâu thì đó là tới đó, chứ không phải là các chị đo cái vòng eo áo dài và vòng lưng quần giống nhau. Có nhiều chị thì cái eo cao thì mình đo trên đây, không thể là cái quần được kéo cao tới đây được. Cho nên vì như vậy cái vòng lưng quần các chị ở đâu thì sẽ là cái đó là vòng lưng quần, không phải vòng eo áo dài. Dạ vâng rồi, Kim Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.